Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của tác giả Lê Nguyệt. Truyện ngắn được mang tên Con nhện. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc mẹ nhịn chết thì nó mới có 5 tuổi. Nhịn có mẹ ghẻ liền tức thì. Cũng may mẹ ghẻ lại là dì ruột của nó, nên nó cũng được cưng như hồi mẹ nó còn sống. Mẹ nó bị ung thư vú, thời kỳ cuối mới phát hiện được nên không cứu kịp. Gia đình khá giả nên mẹ nó sợ ba nó tục huyền lấy nhầm người về hành hạ ghẻ lạnh với nó thì tội nghiệp, nên cố ý đẩy em ruột cho chồng. Dì nhỏ hơn ba nó cả chục tuổi nên được ba nó cưng cu cu, toàn quyền sinh sát trong nhà như mẹ nó hồi còn sống. Dì hạnh phúc nên mang ơn chị mình. Đáp lại, dì chăm sóc nhịn như con ruột và có phần thương hơn hai đứa con trai của mình, mà cho đến 5 năm sau, dì mới bắt đầu sinh ra. Lúc đó, nhịn được 10 tuổi. Tại sao mẹ nó lại sợ nó bị ghẻ lạnh? Chẳng qua là nhịn khờ khạo, đầu óc chậm chạp, trí não non nớt, suốt ngày vô tâm vô tư, nói chuyện huyên thuyên tầm sàm bá láp không đâu vào đâu. Mới 4 năm tuổi đã thể hiện rõ tính nết đần độn của mình, nên mẹ nó lo là đúng. Được cái, nhịn có ngoại hình giống mẹ và dì, càng lớn càng xinh đẹp. Tuy khờ khạo nhưng dì nó luôn chăm chút nên lúc nào cũng sáng láng dễ coi. Nhịn có nước da trắng bóc không một vết gợn, đôi mắt đen to tròn luôn mở ra ngơ ngác, trông thật dễ thương. Tóc dài mượt mà khi cột nhõng đuôi gà, lúc xõa dài trên đôi vai tròn lẳng. Môi nó đỏ như máu dù không son phấn gì, dáng người nở nang thon thả, nhìn vào như một tuyệt thế giai nhân. Yêu cầu nó đừng mở miệng ra là đố cha ai dám nghĩ nó ba trợn. Nhịn lúc nào cũng vui vẻ vì nó vô tâm vô tư, nên trên môi bao giờ cũng nở sẵn nụ cười. Chính nhờ nụ cười đó mà mặt mày bao giờ cũng hớn hở tươi rói, nhìn rất dễ ưa. Thấm thoáng nhịn cũng đã được 18 tuổi rồi. Nhà ba của nhịn giàu có, nó cũng kêu dì bằng mẹ, và mẹ nó chỉ sinh được 2 thằng con trai, nên nó cũng vô tư mà sống, mà lớn lên trong vòng tay thương yêu của mẹ. Mặc dù mẹ nó biết khả năng tìm cho nhịn một tấm chồng rất là hiếm hoi, vì gia đình nào ở cái xứ này cũng đều biết về nhịn. Con trai nhìn nó thì hỡi ơi, dù rằng thằng nào cũng khoái cái bề ngoài của nó, nhưng chỉ cần nói với nó vài câu là phát hiện ra con nhỏ này không bình thường về trí não, vậy là thua. Ở xóm có thằng con trai lớn hơn nhịn 2 tuổi, tên là Nhàn. Nhàn nhà nghèo, ba đi làm hộ, còn mẹ thì bán đủ thứ linh tinh ngoài chợ. Nhàn có tới 4 đứa em nên gia cảnh cũng eo hẹp. Thấy nhịn đẹp gái lại là con nhà giàu có nên ý đồ tòng tem để được về làm rể. Nhàn biết nhịn ba trợn chứ, nhưng ăn thua gì. Nó ba trợn á, nhưng hiền, không gây gổ chửi bới ai. Nó nói bậy nói bạ thì thay kể nó, miễn nó đẹp và biết đẻ là được. Nghĩ vậy nên Nhàn bắt đầu tấn công nhịn. Một bữa, thấy nhịn vừa đi vừa cặp trái lê nhai ngon lành, Nhàn chặn lại nhìn nhịn cười tình. Ê, đi đâu về đó người đẹp? Nghe kêu người đẹp, coi mồi nhịn khoái dữ. Cô nàng nhoẻn miệng cười e ấp, nhìn duyên hết chỗ nói. Nhàn được nước làm tới. Cho cặp chung trái lê với. Dè đâu, nhịn trề môi dài cả tấc, xì một tiếng dài cả thước. Chết thèm hả? Thèm gì mà thèm, tại muốn ăn chung với người đẹp vậy mà. Thèm thì nói thèm đại mẹ đi, bày đặt dòng do. Để tôi về chôm cho anh một trái, chứ ai mà ăn chung, gớm chết. Vậy thôi, khỏi chôm luôn đi, giờ hết muốn ăn rồi. Nhịn cười khanh khách. Mới đòi ăn giờ thay đổi rồi, đúng là ba trợn thiệt. Tránh ra cho tôi đi dìa cha nội. Nhàn lật đật đưa tay cản lại. Khoan, khoan đã mà. Chuyện gì nữa? Giang ra không? Nhàn tiến tới định nắm tay nhịn, nó né ngang. Ê, không có đụng tôi à. Mẹ tôi nói không cho con trai đụng vô. Đụng vô là có bầu, đẻ tét háng, đau lắm đó. Nhàn mắt cỡ đỏ cả mặt mũi. Nắm tay mà có bầu gì? Nhịn sụp lùi ra sau mấy bước, trề môi.
Thôi mày ơi, mày định dụ tao hả mày? Tầm bậy, nói chuyện đàng hoàng chút coi. Mày ba trợn chứ bộ tao sao mà biểu tao nói chuyện đàng hoàng. Mắc mệt hà, xe ra cho tao gì à? Ê, nói nghe nè. Nói gì nói lẹ lên. Anh kêu ba mẹ qua nhà xin cưới nhện nghiêng. Cưới chi vậy? Thì cưới về mình làm vợ chồng, nhịn đẻ con cho anh. Dẹp đi mày, anh khỉ mốc. Mẹ tao nói đẻ con đâu giữ thần á, mà máu chảy cả tháng không ngừng. Dẹp cái vụ đẻ đi nghiêng, dàn ra cho tao gì à? Nhàn bực mình, đúng là con nhỏ khùng, nói chuyện nghiêm túc với nó không được, y đổ quậu. Thôi, về về đi mày, mệt quá. Một hồi tao nổi điên vố bạc tai bây giờ. Nhịn hứ hấy. Cái thằng này ngộ hen, mới nói chuyện đàng hoàng, giờ cà chớn rồi dạ. Nhàn bán bổ. Ai kêu mày khùng khí chuột quá chi? Nhịn cười hì hì, che miệng nói nhỏ. Tao về nói mẹ tao, mày đòi cưới tao nè. Nhàn hết hồn, chắp tay xá nhịn. Con lại má, con nói chơi thôi, chứ cưới má về thiệt, chăng ba bữa nhũng não, chết không kịp ngáp quá. Mà hễ ba mẹ tao cho phép mày cưới tao không? Cưới về đây chị. Để chi cũng được, miễn đừng đẻ thôi. Thôi má về đi má, về giùm con cái. Nhịn chưa nhúc nhích thì Nhàn đã tranh thủ lủi mất. Rầu trong bụng, lỡ con nhỏ này về nhà la rùm lên thì nhục với cả xóm làng, cậu có nương bỏ xứ mà đi. Nhưng Nhàn có hối hận thì cũng muộn rồi. Ba bữa sau, già trẻ lớn bé trong khu vực đó đều biết Nhàn theo dê con nhện qua cái miệng của nhện. Nhàn xấu hổ chối bay bẫy, người ta trêu chọc Nhàn, nói kệ, khùng khùng miễn đẹp và là con gái rặt ri là được chứ gì Nhàn hả? Nhàn mắc cỡ không dám xuất đầu lộ diện ra ngoài, tối ngày ú trong nhà, bụng thù con quỷ nhện này một cái. Có dịp dằn người mà gặp nó đi một mình, thế nào cũng dện cho nó bạc tai, ngay cái mỏ nhiều chuyện cho chảy máu răng luôn. Vậy mà chẳng bao lâu, cái bụng con nhện phình lên chảng chúa mới ghê chứ. Ba mẹ nó điều tra trác giả, nó nhất quyết không khai. Nó nói thằng đó hăm mẻ răng, nếu khai tin hắn ra là hắn dặn cổ nhện lật ngược ra phía sau liền. Nên ba mẹ dụ đủ cách, nhện cũng không chỉ mạc. Đành phải chờ khi nó sinh xong, coi đứa nhỏ giống ai cái đã. Nhàn cũng không tránh khỏi diện tình nghi. Ba mẹ nhện đón đường Nhàn để tra hỏi, thì Nhàn sợ muốn té đái trong quần, thề bán sống bán chết là chớ hề liên quan gì tới vụ đó. Ba nhịn tức lắm, gài bẫy cho hai đứa gặp riêng nhau coi sao. Dẻ đâu, ông bà thu thập được nhiêu đây nè. Ê nhịn, mày có bầu với thằng nào vậy? Hỏi chị, tao có bầu với ai mắc mớ cha mày hả? Thứ quỷ con gái gì mà hỗn ẩu à? Ai thèm quan tâm mày? Tại ba mày nói tao làm mày có bầu, nên tao tức, tao mới hỏi. Trời, mơ đi tám, bản mặt mày cho tao chùi đít cũng không thèm. Mẹ bả, khùng mà nói chuyện cầu cao nghe thấy ghét. Con ngon thì khai thằng đó ra đi, tao mới ngán mày. Chứ im im kiểu này, người ta tưởng của tao, rồi ép tao cưới mày, thì thà tao tự dẫn chết còn sướng hơn à. Trời, tao nói rồi, bản mặt mày cho tao chùi đít cũng không thèm, ở đó mà đẻ con cho mày à, mơ đi tám. Mày chảnh chảnh, rồi vài bữa sanh ra một đứa, cái bản mặt y chang thằng cha nó cho mày chối nghen. Nhịn công cớn. Giống ai giống, miễn không giống mày là được rồi. Xê. Trong những ngày nhịn bụng mang dạ chữa, mẹ nhịn không cho nó làm gì, chỉ ăn rồi nghỉ ngơi dưỡng thai. Nó có biết ái ngại vì cái bầu vô chủ dĩ đâu. Cho nên lúc nào mặt mày cũng vui vẻ tươi tỉnh. Mẹ nó nói trong mình nó có một sinh linh đang lớn dần. Trời, sinh linh là cái giống ôm gì ai mà biết. Đến khi mẹ giải thích là có một đứa bé đang trong bụng nó, chờ đủ ngày đủ tháng sẽ chui ra, thì nó sợ lắm, bắt đầu để ý đến cái bụng ngày càng lớn của mình. Và từ hôm đó, hễ thấy ai bụng bự như mình, nó đều xề tới làm quen và hỏi han đủ thứ. Có cái là dù ai dụ cách mấy cũng nhất định không khai ba của đứa nhỏ ra. Mấy tháng sau thì nhện lâm bồn. Nó đau bụng thấu trời thấu đất, cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa có trận đau nào giữ thần ôn như trận này. Mẹ nó lật đật đưa nó đi bệnh viện để sanh. Trời mẹ ơi, nó khóc gian dỗi cái phòng sanh ở khoa phụ sản. Bác sĩ sản khoa vừa dỗ về vừa dụ nó phối hợp để dễ sanh.
Nhện cứ la toáng lên là nó sắp bể bụng rồi. Nhện thấy vẻ khờ khạo của nó, bác sĩ và mấy hộ sinh vừa mắc cười vừa thương. Rồi thì nó mẹ tròn con vuông. Ngộ, sau khi thằng bé được lau rửa sạch sẽ, Đạt nằm cạnh Nhện thì nó ham hết sức, cứ âu yếm nhìn con rồi cười chúng chiếm hoài. Mà cũng ngộ thiệt, trời bất dung gian đản, Nhện sinh ra một thằng nhóc 3 ký 8, mặt mũi y chang ông Ba Trình, cách nhà nó 5-7 căn. Ba Trình lớn hơn ba nó vài tuổi và là người có gia đình êm ấm, vợ con đề huề. Ông Tám, ba của Nhện, giận lắm. Phen này coi ông Ba Trình ăn nói sao với ông đây. Bậc cha chú, sao lại có thể làm ra cái chuyện nham nhở như vậy với một con bé khùng khỉu? Ông bà lên kế hoạch vạch mặt Ba Trình. Phen này phải cho ông ta đội quần cả xóm mới đã cái nư giận của ông. Tiệc đầy tháng, ông Tám mời bà con chòm xóm cùng vợ chồng Ba Trình tới. Nhưng ông Ba Trình nói chuyện đầy tháng để đàn bà đi, nên bà ba chỉ đi một mình. Bà Tám bồng đứa nhỏ ra cho vợ Ba Trình coi mặt. Bà ba trợn tròn con mắt ngó thằng nhỏ lom lom, hiểu ý ông bà Tám muốn nói gì. Bà ba bỏ về trước bao nhiêu con mắt hiếu kỳ lẫn cười chê. Về nhà, bà làm giặt với ông ba. Tôi hỏi thiệt ông á, tại sao ông lại làm chuyện đồi bại với con Nhịn như vậy? Nó đáng tuổi con cháu ông, lại là đứa ngờ nghịch. Ông làm vậy mà không xấu hổ lương tâm sao? Rồi mặt mũi nào á nhìn anh chị Tám nữa chứ? Mặt mũi nào á ngó cô bác xóm giềng? Trời ơi, tôi nhục nhã gì đâu á. Bà nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Tầm bậy tầm bạ hả? Ông qua coi thằng nhỏ con của con Nhịn đi. Nó giống ông y chang như các mặt để á, chối cãi chỗ nào nữa chứ? Ông ba nghe bà nói vậy thì sững sờ. Trời đất, chuyện cái con nhỏ này lấy ai sanh ra thằng con thì mắc mớ gì tới ông mà nói giống ông như các mặt để chứ? Ông từng tuổi này sống ở đây một rễ ra rồi, chưa từng có điều tiếng gì, nay sao lại bị nghi ngờ kỳ cục như vậy? Trời đất ơi, bà làm vợ tôi mấy chục năm nay, con người tôi ra sao bà cũng không biết hả? Tôi là người, chứ bộ súc vật sao lại làm ra cái chuyện như vậy? Ông trả lời sao khi thằng nhỏ giống ông như đúc? Giống kệ cha nó chứ. Anh Tám nghi ngờ thì đi xét nghiệm máu đi. Nói bậy bạ tôi đi thưa tội vu khống đó, chứ đừng giỡn mặt với tôi nghe. Ông thiệt không có dính líu tới nó phải không? Dính sao được mà dính. Vậy đi cùng tôi qua ba mặt một lời, chứ để hàng xóm họ dèm pha. Cày ngay không sợ chết đứng. Tôi không việc gì phải đi đính chính. Khi nào họ nói đích danh tôi ra, chừng đó nhờ chính quyền can thiệp. Ở nhà ông Tám, mọi người vẫn đang xì xầm. Ai cũng quả quyết ông ba là ba của thằng bé. Ông Tám giận bầm gan tím ruột mà không biết giải quyết bằng cách nào, bèn kêu bà Tám dụ con Nhịn khai ra. Bà Tám cũng dùng hết cách để khai thác, nhưng Nhịn nhất quyết nói không phải là ông ba. Ông Tám tức mình, sòng sọc qua nhà tìm ông ba để đề nghị ông Ba Trình và thằng bé trích máu đem xét nghiệm ADN. Xét nghiệm thì xét nghiệm, ông ba sợ hay sao? Thật tình thì ông không hề dính líu gì tới con nhỏ này à. Nhưng trời đất ơi, xét nghiệm ADN cho kết quả ông và thằng con của Nhịn có mối quan hệ huyết thống. Chết cha chưa? Ông ba như từ trên trời rớt xuống. Vậy là sao? Huyết thống gì mà huyết thống chứ? Ông thề mình không bao giờ có ý nghĩ bậy bạ với Nhịn trong đầu, chứ đừng nói chi tới việc bộc lộ hành vi đốn mạng. Từng tuổi này rồi, vợ có, con có, việc gì phải lăng nhăng với một đứa con nít đầu óc không bình thường? Giả chăng ông cũng chưa từng bị tai tiếng gì về vấn đề đàn bà, vậy thì quan hệ huyết thống là quan hệ cái ngã nào? Chẳng lẽ là thằng Trực con ông? Thằng Trực năm nay 20 tuổi, đang học đại học ở Sài Gòn, rất ít về nhà. Chắc chắn là không phải nó. Đường tương lai nó còn dài, nó tiếp xúc với bao nhiêu con gái đẹp, lẽ nào lại đi bậy bạ với một con nhỏ điên? Nhưng quan hệ huyết thống là sao? Chuyện này mà làm sáng tỏ được thì ông ăn nói sao với lối xóm bà con? Làm sao mà nhìn mặt vợ chồng ông Tám? Chẳng lẽ cái máy xét nghiệm trật lất hay sao? Từng tuổi này á, tự nhiên dướng vô ba cái chuyện tầm xàm bá láp như vậy, thật là không thể tưởng tượng được mà. Ông ba có 4 đứa con, thằng hai đã có vợ tư riêng, con ba con tư cũng yên bề gia thất. Chỉ có thằng Trực còn nhỏ, mới vào đại học 2 năm nay. Thằng này ngoan và học giỏi, ông rất tự hào về nó. Không lý nào tiền đồ sáng lạng
mà nó lại dây dưa với con nhện khờ khạo vậy được? Nếu đó là sự thật thì ông phải làm sao? Cứ nhịn cho nó à? Ông ba rối như tơ giò, bèn chụp lấy cái điện thoại, bấm số gọi cho Trực. Bên kia có tiếng trả lời. Ba gọi con hả? Ừ, Trực nè, ba hỏi con phải nói thiệt với ba. Con làm gì với con nhịn vậy? Ờ, con nhịn nào ba? Con nhịn con bác Tám kế nhà mình nè. Con có quen với nó đâu? Làm gì là làm gì? Nó sanh ra đứa con giống y chang mày, ai cũng nghi ngờ tao. Đi xét nghiệm ADN, kết quả có quan hệ ruột thịt với tao kìa. Ồ, không lẽ ba? Nói bậy, tao chẻ đầu mày ra bây giờ á. Tao suy nghĩ hoài à, anh hai mày á chắc là không có rồi, chỉ còn mày. Mày có làm gì nó không? Con không có gặp nó lâu rồi, hồi lên cấp 3 tới giờ có thấy mặt nó lần nào đâu. Nghe nói nó khùng mà. À, vậy mới chết. Nhưng nó biết nói mà ba, nó không khai ai sao? Thằng đó hâm, nó khai là giết, nên đâu dám khai. Nhưng mà, trời ơi, nếu không phải mày thì chết tao rồi. Hay là đi xét nghiệm lại, có khi cũng sai chứ hả? Giờ có cách nào không ba? Hay mình làm xét nghiệm giả? Con có quen thằng bạn làm bác sĩ nè. Ủa sao giọng mày run run vậy? Mình không có làm, mắc gì phải làm giả chứ. Khai thiệt mau, mày làm phải không? Nếu là mày á thì chỉ cần mình chịu trách nhiệm là được rồi. Tiến Trực cười khì. Con lo là lo cho danh tiếng của ba thôi, chứ con á mắc mớ gì. Tao cày ngay không sợ chết đứng mày. Nếu mày không có làm gì nó thì kệ họ đi, họ muốn làm gì thì làm, mình trong sạch không thấy xấu hổ lương tâm là được. Mà nghĩ cũng vô lý lắm ba. Con nhỏ đó khờ, nhưng mà nói chuyện lai lãi, nó nhận ra người quen người lạ chứ. Nếu nó không khai ai đã hãm hiếp nó, vậy hổng chừng á nó khoái người ta rồi. Kêu bác Tám theo dõi nó thì biết chứ gì. Trời ơi, tao nghe má mày nói hồi ở nhà sanh nó đau bụng khóc la dữ trời. Mấy bà mụ dụ nó, kêu nó cho biết ba thằng nhỏ là ai để người ta kêu lợi. Đứa nhỏ thấy mặt cha sẽ không quậy mẹ nó mà ngoan ngoãn chui ra. Vậy mà nhất định nó không khai ngang mày. Ê, thôi con hiểu rồi. Hiểu gì? Là thật ra nó không biết ai làm cho nó có bầu. Mấy đứa con gái khờ khùng hay vậy lắm ba ơi. Như con Mừng, con Nhán xóm mình đó, nó có bầu đẻ con mà không biết cha là ai hà rầm. Sao không nghe nói gì mà tới con này cái sụm hết vậy? Tại vì nhà người ta có tiền. Mày thấy mấy con kia có đứa nào được như nó không? Ông ba giật mình trở lại vấn đề. Ủa, tao muốn hỏi coi mày làm gì con nhịn không? Sao nói một hồi ra tùm lum tùm la vậy chứ? Con trả lời rồi, con không có. Dứt khoát vậy phải không? Ba mà còn không tin con nói chi ai? Con nói không có là không có. Lâu rồi con không có gặp con nhịn. Vậy mày về đây một chuyến đi. Chi vậy ba? Con đang học mà. Nếu như mày không dính dáng gì tới nó thì gặp mày nó sẽ tỉnh bơ. Còn nếu có thì mày không qua mặt được tao đâu. Trực cười gian rền trong điện thoại. Ba ơi, rủi con đó thấy con đẹp trai rồi A Thần Phù nhào tới nhận dơ làm sao? Con này không có dạy đâu. Ồ, sao ba biết? Sao không? Mày biết thằng Vàng không? Thằng Vàng mặt mày thua mày chỗ nào? Vậy mà nó chỉ nói chơi với con Vịnh có mấy câu. Con nhỏ đó đi rêu rao cả xóm là thằng Vàng khoái nó, hỏi có phải thằng Vàng làm nó có bầu không? Nó trề nhún nói cho chùi đít không thèm kìa. Ba nói vậy con còn ớn thêm. Lỡ như nó thấy con đẹp trai, sống ở Sài Gòn, lại có học thức, rồi đổ thừa sao ba? Nói xàm. Không có nói xàm đâu. Nó không nghĩ, nhưng ba má nó nghĩ. Lỡ họ bắt cưới thì sao? Con đâu có thể cưới vợ khùng được ba. Vậy đúng là mày hả? Trời ơi, sao mày làm chuyện kỳ cục vậy? Thèm khát lắm sao? Trực la toáng lên. Trời ơi, con đâu có nói là con. Con chỉ ví dụ cho ba nghe vậy thôi. Chứ con đang đi học, con gái đẹp, con gái giỏi thiếu gì. Tự nhiên sao ba nghĩ con của ba lại như vậy chứ? Chứ xét nghiệm máu rồi, mình với nó có quan hệ máu mủ đó. Cũng có khi trùng nhóm máu vậy ba. Nói chung á, ba cứ yên tâm đi. Với lại con nhịn nó cũng đâu nói gì tới mình đâu mà ba lo quá vậy. Ông ba thở dài buồn rầu. Ba chỉ sợ tai tiếng cả đời. Nếu không phải là con á thì chẳng lẽ
ba phải chịu nỗi nhục này mà sống sao? Trời ơi, ba nói vậy á, nếu sự thật là con, thì ba tính sao? Thì cưới nó về chứ sao? Trời trời, cưới gì mà cưới? Cưới con khùng á, thì tương lai của con dứt đi à? Mày nói mày không liên quan, thì lo gì chuyện đó vậy? Nói một hồi á, sao tao nghi ngờ mày quá? Tranh thủ về ngay, nếu con nhận giận ra mày, thì nhất định phải chịu trách nhiệm với con người ta. Sống ở đời, phải biết để phúc lại cho thế hệ sau, không làm cái chuyện bỉ ổi, rồi chối bỏ trách nhiệm được. Thôi, con không nói chuyện với ba nữa đâu, con cúp máy đây. Mày tranh thủ về nhà liền đó. Lúc này con chưa về được. Tao nói rồi, trong vòng một tuần, mày không về, thì đừng nhìn mặt cha mày nữa. Ông ba cúp máy trước, rầu trong bụng một cái vô phương. Ông tin thằng con mình vô can trong chuyện này chứ, cho nên ông mới kêu nó về. Nếu như nhịn gặp nó mà vẫn dửng dưng, thì cái vụ xét nghiệm gì đó phải coi lại. Còn như nhịn vừa thấy trực mà mừng rỡ, thì chết mẹ thằng con của ông rồi, chạy đâu cho thoát. Bà ba nãy giờ theo dõi cuộc nói chuyện điện thoại của hai cha con, bất bình với ông ba. Ông á mắc cười không? Đưa đồng đưa tay, sao mà có bầu với nhau được? Từ hồi con nhịn có bầu tới sanh, thằng Trực về nhà mấy lần, có thấy hai đứa tới lui dĩ đâu. Ông làm vậy tổ nhục cho con trai mình. Tôi cam đoan với ông, thằng Trực vô can trong chuyện này. Ông ba thờ ơ. Ồ, vậy thì mừng. Nhưng mà tối lại, ông ba nhận điện thoại của Trực, nó thở dài. Ba à, con nói vụ nãy, ba đừng la, mà hãy tìm cách cứu con nghe ba. Vụ gì nữa vậy? Chuyện kia tao còn đang rầu nấu ruột, giờ tới chuyện gì nữa? Thì cũng chỉ là một chuyện thôi mà ba. Trời đất, ý mày muốn nói gì vậy? Trực nhỏ giọng. Ba à, con nhịn có bầu với con đó ba. Ông ba rụng rời tay chân, làm giữ với con vì ông tin nó trong sạch. Giờ nó tự thú như vậy, chẳng khác nào sét đánh thẳng vào đầu ông. Làm sao đây? Ăn nói sao với vợ chồng ông Tám đây? Ông ba rên rỉ. Trời ơi! Mần ăn cái giống gì mà ngu đã mãi vậy Trực? Thèm khát lắm sao? Trực lý nhí trong miệng. Tại con không có biết nó là con nhện. Thấy nó đẹp quá, nói gì cũng cười cười, đâu có mở miệng ra đâu mà biết khùng. Nên buổi tối sáng trăng, con nổi hứng. Chừng xong rồi, nghe nó nói chuyện tầm bậy tầm bạ, ba trợn ba trạo. Con mới biết nên ham nó. Giờ sao ba? Sao gì? Về chịu lỗi với gia đình người ta. Họ bắt cưới cũng phải cưới. Sức chơi sức chịu, đã dám làm phải chấp nhận hậu quả. Trời, vậy còn chi tương lai của con nữa ba? Con không về đâu, người ta sẽ cười chê con. Cười chê, nhưng sẽ không bị phỉ báng. Gia đình anh chị Tám người ta cũng đàng hoàng. Ngày mai mày phải về liền, rồi để xem bên gia đình người ta tính sao. Tính sao cũng phải chịu hết. Thằng Trực khóc tức tưởi trong điện thoại. Ông ba quát lớn. Bụng làm giả chịu, thích ai bây giờ? Hành vi đúng mà như vậy mà mày cũng làm được à? Tương lai khép lại rồi con à. Cứu con ba ơi. Cứu bằng cách nào? Bên gia đình ông Tám ngậm bồ hòn bỏ qua cho Trực. Không buộc hắn phải cưới nhịn và cho ông bà ba nhìn cháu nội, nhưng không cho nhịn làm dâu ông bà, làm vợ Trực. Bà con chồng xóm phục ông ba Trực xem trọng trách nhiệm và trọng ông Tám, không lợi dụng chuyện đó mà tìm chồng cho đứa con gái khờ khạo của mình. Xóm làng vẫn bình yên. Nhịn từ lúc có con thì tính tình thay đổi hẳn. Không phải nó bớt nói xàm xí, mà là suốt ngày bồng ẩm xăm soi thằng cu tèo. Thằng nhỏ bú sữa mẹ nên nhìn rất cụ lự dễ thương. Mỗi khi cho con bú, hai ánh mắt mẹ và con giao nhau, nhìn thằng bé ngậm bầu vú nuốt chùng chục, nhịn không kìm lòng nổi bưng nó lên hôn khắp mặt mày tay chân. Bà Tám chăm sóc con gái của chị mình bằng tất cả tình thương người mẹ, bồi dưỡng cho nó đầy đủ, nên sau khi sinh xong, nhịn đúng thật là gái một con trong mọn con mắt. Nó đẹp kỳ cục, ai thấy cũng trầm trồ. Bà ba nhận ra điều đó trước hết thảy. Trực sau khi thoát nạn thì xấu hổ, ở miết thành phố, hiếm khi về quê. Anh ta sợ gặp bất kỳ ai trong gia đình ông Tám
dù chẳng ai thèm quan tâm vụ đó nữa. Bà ba thường xuyên tới mua đồ bồi dưỡng cho Nhìn ăn để có sữa cho cháu nội bú. Càng lớn, Nhìn nó càng giống Trực năm xưa. Nhưng mà lạ lắm, Nhìn không hề cho bà đụng đến thằng Tèo à nha. Nhìn cũng quên luôn vì sao mà nó có bầu thằng con này. Trong lòng nó bây giờ chỉ có thằng Tèo là quan trọng nhất. Rồi 2 năm sau, thằng Tèo đã biết đi, biết chạy. Nó rí rố gian nhà. Hai cậu của Tèo cưng như vàng. Đi học thì thôi, về nhà là cõng nó ra giường hái sơ ri ba cậu cháu ăn. Chỉ khi để con đi cùng với người nhà thì Nhịn mới yên tâm. Ngoài ra, nó không cho ai sắp lại gần con của nó hết. Nhìn thấy thằng nhỏ vui chơi chạy nhảy với cậu mình, ông bà ba chạnh lòng hết sức. Giọt máu thằng con ông vô tình rơi rớt nay đã thành hình thành dạng, mà người làm ông nội như ông lại không có quyền được ẩm bồng hôn hít. Nghe nói lúc này Nhịn cũng đã bớt nghe dại nhiều rồi. Trực cũng sắp ra trường, thiệt lòng ông muốn nó cưới con Nhịn này về nhà ghê nơi. Nhưng ông biết đời nào mà thằng Trực chịu. Ra trường xong, Trực về quê để chờ nhận bằng đại học. Trong thời gian chờ đợi, anh ta cũng đi xin việc. Mấy ngày ở nhà, Trực không dám ra ngoài, sợ người ta nhìn thấy rồi nhớ lại chuyện xưa kia. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp. Một bữa, Trực đạp xe đi chợ. Nhà có Honda, nhưng anh muốn đi xe đạp để vận động tay chân. Đang chạy, thấy phía trước, Nhịn nắm tay dắt thằng con đi lủng củng. Trong lòng Trực bỗng nhói lên một cái. Nó là con của mình sao? Từ hồi nó ra đời tới giờ, mình chưa nhìn thấy nó một lần. Gần 3 năm qua rồi, kể từ ngày Trực làm chuyện bậy bạ đó với Nhịn, anh chưa gặp lại nó lần nào. Hôm nay cứ nghe má léo nhéo bên tai, nào là lúc này thằng nhỏ nhìn thấy cưng lắm, giống y hệt Trực lúc nhỏ, nào là Nhịn bây giờ ít nói tầm xàm ba láp như trước, cả ngày quấn quýt con trai, và thằng bé ngoan ngoãn cực kỳ. Có điều Nhịn không cho ai có cơ hội tiếp cận với nó. Nhiều lúc bà muốn ôm thằng nhỏ hết sức, mà hễ mỗi khi lại gần là Nhịn lập tức bưng nó đi nơi khác. Trực độ là Nhịn đã quên bản mặt của mình rồi. Người khùng mà nhớ ai lâu. Cho nên anh đạp xe chạy riết lại chặn đầu mẹ con của Nhịn. Nó hoảng hốt bồng dội thằng Tèo lên, rồi cắm đầu bước đi như chạy. Trực dội kêu: Nhịn, Nhịn, không nhớ anh hả? Nhịn quay sang liếc Trực một cái, rồi không trả lời mà nhanh chân bồng thằng nhỏ rời đi. Trực nói: Cho anh nhìn con một chút coi. Nhịn đứng lại quắt mắt sừng sồ: Con ai mà nhìn? Con của tôi chứ bộ. Thì con em, nhưng cũng là con của anh mà. Nói tầm bậy tôi chửi tắt bếp đó. Nó ở trong bụng tôi lớn lên rồi chui ra, chớ mắc mớ gì tới mấy người. Trực không biết nói làm sao cho Nhịn hiểu. Thật ra anh không có ý ve vãn Nhịn lần nữa, chỉ là anh muốn nhìn mặt và ôm thằng nhỏ một lần thôi. Nhưng nếu không nói để Nhịn biết do đâu mà có đứa con này thì sao nó đồng ý được. Cho nên anh nghĩ nói chuyện với người khùng thì mình phải khùng như nó mới được. Trực ngập ngừng một hồi rồi nói: Em nhớ cái bữa hai đứa mình làm gì ở ngoài kia không? Nhịn khôn người xuống gãi gãi mấy ngón chân rồi ngẩng mặt lên: Hỏi chi vậy? Bộ muốn mần nữa hả? Trực hết hồn: Bại bại, ý anh á là do cái hôm đó nên em mới có bầu sanh ra thằng Tèo nè. Nhịn chồm tới lấy tay xỉ vào trán Trực: Xích, dẹp đi ngang. Mẹ tôi nói không cho ai đụng tới mình tôi nữa hết. Cái vụ đó thì tôi khoái, nhưng mà tôi không có khoái cái vụ có bầu đâu à. Mang bụng nặng kể chết mà đi sanh á, đâu bụng thấy mẹ à. La làng khóc lóc sùm ngoài bệnh viện á, họ dụ tôi rạng muốn tét háng. Họ còn đòi mổ bụng tôi ra đặng bắt con gì nữa kìa. Trời ơi, đau bụng gì á mà thấy mắt nóng lạnh à. Một lần thôi, không có lần nữa đâu. Nhưng mà bây giờ tôi có thằng Tèo là tôi vui rồi. Tôi không ham cái vụ kia nữa, vì tôi sợ đẻ lắm. Thằng nhỏ anh cũng có phần hùng chứ bộ, nên em cho anh ẩm nó một cái nghe. Nhịn xốc thằng con lên một cái rồi ngoe ngoải quay lưng bỏ đi. Lì như trâu, nói không có mắc mớ gì mà cứ theo xin xỏ hoài. Ẩm một cái rồi mập béo miếng nào hay sao? Trực nhìn theo lắc đầu chán nản. Đi được vài bước, Nhịn ngoái đầu lại hăm he:
Tôi về mát mẹ tôi, mấy người dụ tôi mần chuyện đó nữa. Ba tôi chửi mấy người cho nghe nè, để tôi khỏi chửi luôn. Trực hết hồn hết vía la toáng lên. Trời ơi trời, con lạy má, đừng có nói bậy giùm con cái. Nói bậy là con giết má đó. Nhịn biểu môi. Ê, khỉ khô mới sợ nữa. Hôm đó cũng bắt thề không nói, rồi người ta cũng biết đó. Tôi mà nói cho ba tôi nghe, mấy người hâm giết tôi, để coi ba tôi trị mấy người ra sao nè. Trực thúc thủ với Nhịn, bèn xuống nước năn nỉ. Thôi, anh vẫn chơi với em thôi. Anh không nhìn con nữa đâu. Em đưa con về đi, kẻo ba mẹ trông. Nhớ đừng nói gì với ba mẹ nghe. Nếu muốn nói thì nói anh xin ẵm con mà em không cho là được rồi. Cái đó là chắc rồi. Thế nào tôi cũng nói thôi. Miễn từ nay á, mấy người đừng có ẵm con tôi là tôi không kể xấu mấy người. Vậy ha. Trực khoát khoát tay, lắc đầu lia lịa. Thôi về đi, về đi mà. Trực đạp xe về mà trong bụng rầu nấu rượu, giấu luôn không nói cho cha mẹ mình nghe chuyện xấu hổ này. Nhịn thì không giống như Trực, vừa vô tới cửa gặp ba mẹ là có bao nhiêu nó kể ra sạch bát. Ông Tám không nói gì, còn bà Tám vỗ vỗ vào đầu nó khen ngợi. Này trưởng thành rồi hen. Nhịn ngoẻo đầu nũng nịu. Tại con nghe lời mẹ đó mà. Giỏi, phải vậy mới được chứ con. Đừng để người ta dụ rồi đẻ hoài. Nhiều con quá mình thương không có đủ đâu. Ví dụ như mình có một cái bánh. Nếu mình có một đứa con thì cái bánh đó chỉ cho nó ăn thôi. Hai đứa thì chia đứa một nửa, ba đứa càng ít hơn. Rồi cả chục đứa nội liếm qua một cái cũng hết. Quần áo cả chục bộ, tiền đâu mà sắm cho đủ biết không? Biết rồi, bây giờ con khôn rồi, không bị dụ nữa đâu. Với lại con sợ đẻ lắm, đẻ không xong á, họ mổ bụng cái chết bà luôn à. Bà Tám bật cười, hối Nhịn bồng bé Tèo đi tắm. Mẹ con Nhịn vừa khuất ra sau, thì ông Tám ngoắt bà lại gần, chạy xuống ghế kêu bà ngồi, coi Nhịn đã đi thiệt chưa, rồi nói nhỏ. Theo ý tôi á, thì nên để cho thằng Trực nhìn con nó đi bà. Bà Tám nhíu mắt nhìn ông. Ông tiếp lời. Hôm nọ, trước mặt mọi người, mình đã hứa cho anh chị ba nhìn cháu nội, mà giờ chỉ qua hoài. Con Nhịn không cho thằng nhỏ lại gần chỉ, vậy ném về mình xúi giục nó rồi, chứ nó thì biết gì. Bà Tám chặt lưỡi. Ông biết mà, tôi không có xúi giục nó, tại nó ham con quá, sợ người lạ tới gần làm hại con nó thôi. Chứ bên đó đã chịu trách nhiệm rồi, mà mình cũng đâu có hẹp hòi với họ được. Nhưng mà ông thấy con Nhịn từ hồi sanh xong tới giờ, càng ngày nó càng đẹp, sợ thằng quỷ kia thấy, rồi động lòng tà làm bậy nữa. Chứ đời nào nó chịu cưới con mình, cho nên giữ thì chắc ăn ông à. Vậy bà nói với anh chị, nếu như muốn gặp con gặp cháu, thì cứ đi thẳng tới đây gặp, đừng có đón đường đón ngõ mà làm con Nhịn nó sợ. Theo ý tôi, nếu anh chị muốn cưới con Nhịn, thì tôi cũng sẽ gả thôi. Trời đất, gả sao được mà gả? Thằng Trực nó học thức đậu đại học đàng hoàng, dễ gì nó chịu cưới vợ như vậy. Mà cho dù bị anh chị ba ép duyên, thì khi cưới về nó cũng ghẻ lạnh với con nhỏ, có khi còn hành xác nó nữa. Ai làm cha làm mẹ mà chịu nổi cảnh này ông ơi? Kệ đi, con mình khờ dại lỡ lầm thì mình nuôi. Dù sao nó cũng có được thằng con trai, sau này nhờ cậy túi già cũng mừng rồi. Bà nói cũng phải, có điều tôi cũng thấy ngại với ảnh chỉ. Ảnh chỉ không ngại với mình thì thôi, chứ sao mình lại ngại? Hôm bữa chỉ có mua lại cho nó mấy thùng sữa Milu, nhưng tôi đâu có nhận. Tôi nói tôi nuôi nổi cháu tôi mà. Dẻ đâu á, hôm sau chỉ lại mang tới nữa. Bận đó gặp ông cái, ông nhận luôn hà. Ừ, thì tôi nhận. Bị tôi đâu có biết bà từ chối. Nhưng dẫu sao cũng cháu của người ta, chỉ làm như vậy là biết điều đó bà. Chứ chỉ bỏ mạng cũng đâu ai làm gì chỉ. Ý, bộ mấy thùng sữa, rồi mới mốt kể công là có góp phần nuôi cháu được sao? Ông Tám nghiêng đầu nhìn bà, tủm tỉm cười. Ừ, sao tới nay tôi mới biết bà khó khăn vậy ta? Ê, tôi không có khó khăn à ông. Tại tôi bảo vệ cho con tôi thôi. Kinh tế nhà họ không bằng mình, nhưng tương lai con của họ hơn con mình. Nhưng mà tôi cũng không cần cái tương lai đó đâu ông. Nó làm ông này ông nọ, cưới con mình về, rồi ghẻ lạnh phũ phàng, chê chỏng chê eo. Nói con mình khùng khiểu là chọc nóng tôi, khiến tôi nổi dịch lên là không kiên cử gì nữa đâu à. Con tôi ra sao kể tôi, bây giờ nó như vậy,
tôi thấy nó cũng hạnh phúc vui vẻ rồi. Bạn tính chi á chuyện cưới vợ gả chồng, rồi lớn cướng dướng bận tội nghiệp cho nó. Ông á nghe lời tôi đi, họ có nói gì á cũng kệ thay xác họ, con mình á mình lo thôi. Bà Tám quyết liệt như vậy nên ông Tám đành thúc thủ, không dám ý kiến ý cò gì thêm. Nhưng mà ông Ba thì không cam tâm, bởi có một hôm ông ra ngoài, bắt gặp thằng Tèo chạy chơi với hai cậu nó. Ông nhìn nó, một thứ tình cảm thiêng liêng bỗng xuất hiện rõ rệt trong trái tim ông. Thằng nhỏ khấu khỉnh, đáng yêu và giống cha nó hồi nhỏ y như đúc. Coi nụ cười tươi rói của nó kìa, sao mà thánh thiện lạ lùng. Ông bèn kêu đứa con gái của mình đến làm quen với nó. Thằng Tèo thấy người lạ thì tránh né, nhưng cô ba của nó chuyên dỗ con nít nên chẳng mấy chốc đã được lòng nó. Về nhà, cô ba khen thằng nhỏ hết lời, khiến bà ba lại càng muốn ôm nó một lần vào lòng. Thấy vợ tha thiết với cháu nội như vậy nên ông ba bèn lân la tới nhà ông Tám chơi, uống trà để có cơ hội nhìn thằng nhỏ và tìm cách làm quen. Trời đất khiến xui sao mà nó vừa thấy ông thì nhe răng nhoẻn miệng cười. Ông đưa tay ngoắc một cái là nó nhìn sang ông ngoại. Được ông ngoại gật đầu thì lập tức xà vào lòng ông nội liền. Ông ba ôm thằng nhỏ mà run tay. Ông nghe trong người chảy một dòng máu ấm áp kỳ lạ. Cháu nội cháu ngoại có đủ hết rồi, sao ôm thằng bé này trong lòng, ông lại cảm thấy trái tim mình như hồi sinh. Ông hôn lên đôi má bồ bỉnh phúng phính của nó mà chảy nước mắt. Cháu nội của ông! Thằng Tèo đưa tay chùi nước mắt cho ông nội nó và cười hắc hắc rất vô tư. Sao mà khóc vậy ông? Nhịn từ nhà sau đi lên thấy vậy, bèn sớm tới xức thằng nhỏ ra khỏi tay ông ba. Mắt nó gườm gườm. Ông Tám vội nói: Để cho ông nội ẵm cháu chút mà con. Cháu nội của người ta đó. Con người sinh ra phải có cội nguồn. Con cũng nên để con mình nhìn nhận cội nguồn chứ phải không? Nói gì thì nói, nhưng Nhịn vẫn là một cô gái đầu óc không bình thường. Nó có hiểu gì về hai chữ cội nguồn đâu chứ. Cho nên Nhịn liếc ngang ông ba. Cội nguồn gì? Lỡ ổng bắt mất con thì sao? Ông Tám cười. Bắt đi đâu? Nhà chú ba kế bên nhà mình đây mà. Với lại chú là nội của thằng Tèo, sẽ thương nó như nội con thương con vậy đó. Chú Thiêm có ẵm nó về nhà chơi thì chút nữa cũng ẵm qua trả, chứ mất mát đi đâu. Con không tin ba hả? Con tin ba, nhưng con không tin cái thằng kia. Thằng kia hay đón đường con, kêu cho nó ẵm thằng Tèo hoài ha. Lỡ nó dụ con như hôm bữa rồi có bầu, đẻ không được, bác sĩ mổ bụng là chết nữa. Hai ông già cười ngất. Ông Tám dỗ dành nhịn. Nghe ba dặn nè, nếu như nó đổi cái chuyện kia thì dứt khoát không cho nghe. Nhưng mà nếu nó xin ẵm thằng Tèo thì cho, vì dù sao nó cũng là ba của thằng Tèo, con biết không? Nhịn ngoe ngoải bỏ đi. Con không cần biết. Con sanh chứ đâu phải nó sanh, mà là con của nó. Vậy chứ mẹ con sanh ra con, chứ ba đâu có sanh, mà con cũng là con của ba vậy. Nhịn nghe tới đó bỗng dừng chân lại, ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù. Phải hen. Vậy thì mai mốt á, nó muốn ẵm con á, thì con cho nó ẵm. Cho nó ẵm về bển chơi chút cũng được. Nhưng mà phải trả lời cho con à. Chứ nó mà bắt đi luôn á, là con đào mộ cút mã nó ra ráng chịu á. Chú ba Thiêm ba bảo đảm thì con mới cho nó ẵm nghiêng. Ông ba Trình lật đật nói. Chú bảo đảm luôn. Nếu con cho chú Thiêm chơi với cu Tèo thì từ nay cu Tèo được thêm người thương nữa. Nó đi ra đường cũng có người dòm chừng. Đi học có bạn bè. Không ai chê cười nó là con không cha. Con biết không? Ai chê cười thì kể họ. Miễn con có con là con vui rồi. Ông Tám khều khều ông ba. Thôi được rồi chú. Nó thỏa hiệp nhiêu đó được rồi. Từ nay chú Thiêm có thể bồng ẵm cháu nội rồi. Đừng đòi hỏi hơn gì nữa. Ông ba ngập ngừng. Nếu anh chị cho phép, tôi sẽ nói thằng Trực cưới con Nhịn luôn. Ông Tám khoát tay bật cười. Không cần đâu chú ơi. Tôi biết con tôi mà. Nó có đứa con như vậy là tốt rồi. Làm dâu làm con sao được với cái tính khí của nó. Từ nay hai nhà chúng ta thân thiết vì có đứa cháu chung. Tôi sẽ không coi thằng Trực là người nhà, và chú cũng vậy nghen. Không tạo điều kiện cho tụi nó gian díu với nhau nữa. Nếu thằng Trực còn mong men thì đừng trách sao tôi cạn tàu ráo máng nghen chú ba.
Ông ba ngậm ngùi gật đầu